Chuyện của Kim chưa kịp lắng xuống thì rắc rối mới lại tìm đến. Mẹ của Lizzy đã biết chuyện Lizzy nói dối gia đình theo học ở trường nghệ thuật. Lizzy liệu có thể tiếp tục học ở trường La La? Nhóm sắc màu rồi sẽ đi về đâu đây? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của bộ phim nhé. Ghen cái gì chứ? Người ta giới thiệu công việc, quan hệ cho Thiên Nhi, người ta còn có thể giúp đỡ sự nghiệp lâu dài. Còn mình làm được gì cho cô ấy đâu. Nè bạn, mày nên nhớ, mục đích mày tán con Kim ngay lúc đầu á là chỉ là một trò đùa của bọn mình thôi mà. Cứ chờ đi, chuyện hay sắp đến rồi. Để xem chúng mày còn cười được bao lâu nữa. Trời ơi, có chuyện rồi mọi người ơi. Uống nước đi con. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn em. Dạ, chào cô. Nam Phong hả? Ngồi chơi đi con. Thôi, rót cho anh Phong đi. Dạ, cảm ơn. Uống đi con. Dạ. À, tiện đây á, cô mời các con ăn thử bánh của cô nhé. Chính tay cô làm đấy. Mà không biết là có hợp khẩu vị các con không á. Bánh của cô Sáu làm thì chắc chắn là hợp khẩu vị rồi. Theo con á, thì con thấy những cái đồ ăn ở nhà làm thì luôn sạch sẽ với đạt chất lượng. Chứ mấy cái thực phẩm ở ngoài thì con sợ không an toàn vệ sinh. Con thấy không? Rất là đẹp trai mà lại ăn nói có duyên nữa. Con đi xuống lấy bánh mời mọi người ăn đi. Dạ, đợi em tí nha. Ừ. Con à, cô không biết nói gì hơn. Cảm ơn con rất là nhiều. Dạ, con cũng có làm gì nhiều đâu cô. Con cứ khiêm tốn đấy chứ. Chẳng phải là con dắt con gái cô á tới gặp ba con á. Bây giờ con gái cô được làm công ty của ba con rồi đó. Dạ, chủ yếu là nhờ tài năng của Thiên Di. Chứ con cũng là người trung gian giới thiệu thôi. Dạ. Bánh ra nè mọi người ơi. Sao lâu vậy con? Dạ. Ăn bánh các con. Dạ. Dạ. Nè, bánh nè. Cảm ơn con. Lít kia ăn bánh nè. Anh con ăn bánh nha. Để anh đưa giúp cho. Dạ. Cảm ơn. Ngon anh? Ngon. Mẹ em làm mà bao giờ không ngon. Mẹ em làm gì cũng ngon hết á. Con gái cô á còn trẻ người non dạ lắm, nó không biết cái gì đâu. Mà con á đi ra ngoài xã hội tiếp xúc nhiều, có những cái gì á thì con bảo ban dạy dỗ con gái cô nhé. Về chuyện gì chứ chuyện này thì cô không cần nhắc, con cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho Thiên Di hết mình. Cảm ơn anh Ricky. Ghen cái gì chứ? Người ta giới thiệu công việc, quan hệ cho Thiên Di, người ta còn có thể giúp đỡ sự nghiệp lâu dài. Còn mình làm được gì cho cô ấy đâu. Mình làm gì có tư cách để ghen. Bye bye Ricky nha. Bye em, về tới nhà anh báo em biết. Ủa? Xong đi vô trong đi ông. Tôi có chuyện muốn hỏi bà. Ông sao vậy? Hỏi thì hỏi đi. Ngại ngùng gì vậy trời? Tại chuyện này hơi riêng tư. Ok ông hỏi đi. Bà thấy cái ông Ricky đó làm sao? Ricky hả? Dễ thương chứ sao? Dễ thương nè, lại còn hòa đồng, thân thiện, đẹp trai nữa chứ. Mà ông hỏi làm gì? Tại vì sắp tới sắp làm việc chung đó, nên là tôi hỏi để biết chừng vậy mà. Ông á, nghĩ gì đâu không à. Thôi đi vô trong đi. Ông Bobby gì mới nhắn tin cho tôi, nói là chắc là tầm 20 phút nữa ông mới sang á. Ừ, thôi vô trước đi. Vô nha. Phong, sao anh đứng đây thẫn thờ một mình vậy? Không có gì đâu em. À, em có cái này muốn hỏi anh. Em hỏi đi. Em không có ý gì đâu nha, chỉ là sực nhớ ra hôm trước ở công viên á, anh có nói với em là anh xem em như người trong nhà, nên em không cần phải ngại gì hết.
người trong nhà của anh là ý gì ạ? Người trong nhà mà anh nói á, ý là em là em gái của anh đó, Hồng Ngọc. Em gái hả? Ừ. Em cảm ơn anh. Ủa, anh đã làm gì cho em đâu mà em cảm ơn anh? Dạ, chắc em cảm ơn theo thói quen. Ờ, em hỏi anh vậy thôi đó hả? Dạ, chỉ vậy thôi ạ. Ừ, vậy thôi anh vô trước nha. Lo lắng cho em đó thì sao? Trời, con bé này. À, anh có món quà cho em nè. Anh mua cái này cho em thiệt hả? Thiệt mà. Cái này là thành quả công sức của em đó. Em cảm ơn anh. Giữ kỹ nha. Dạ. Em xin vậy á, phải tôm tức nghe chưa? Quay vào đây anh chỉnh cho. Ừ, xin rồi đó. Lizzy, tới giờ chưa? Chưa đâu. Có khi nào người ta chơi giờ cao su không? Không đâu, người ta là công ty lượng mà. Hôm trước mình gửi ID á, người ta có nói rõ trước 10 giờ sẽ có phản hồi mà. Mà sắp tới 10 giờ rồi, mình chưa thấy đâu hết á. Công ty lớn nhiều việc, có khi nào người ta quên bọn mình không ta? Công ty lớn nhiều việc, nhưng người ta làm việc chuyên nghiệp, chắc là sẽ không quên đâu. Nếu người ta quên thì mình gửi mail mình nhắc. Tại vì á, ba mẹ tôi không gửi tiền nữa, nên tôi trông cậy hết vào việc này á. Sao vậy? Sao vậy nếp? Bên kia riêng khen ID nhận mình hay. Ba nhạc phổi cũng rất ổn nên người ta rất ủng hộ. Sẽ sửa hàng tụi mình ra băng bạc và còn gửi kinh phí cho tụi mình quay nữa. Tốt quá, vậy là tụi mình có thể kiếm tiền rồi. Yes. Tốt. À, đây sẽ là cột mốc thành công đầu tiên của nhóm tụi mình đấy. Mà không chỉ dừng lại ở đây, nhóm sắc màu mình còn sẽ chinh phục cả thế giới nữa. Cái con nhỏ chằn lửa này thiệt tình á, đã cất công tìm người lấy lại kênh YouTube cho rồi. Không một tiếng cảm ơn thì thôi, còn bị hiểu lầm nữa. Đúng là cái gì? Hả? À, đúng là cái gì nói tao nghe coi. Mày tới đề nào vậy? Thì vừa đủ để nghe mày càm ràm về nhỏ kia á. Tìm tao có chuyện gì không? Trời ơi, chỗ bạn bè bộ có chuyện gì tao mới được tìm mày hả? Mà nè, mày làm như vậy có đáng không? Cái gì mà đáng với không đáng? Nói cái gì thì nói cho rõ ràng ra, đừng có cái kiểu mà nửa vời như vậy. Tao nghĩ mày đủ thông minh để hiểu mà. Ý tao là mày làm tùm lum thứ gì cũng kim vậy, có đáng không?
Mày kiếm tao để dằn mặt vì con Mirai nhằm mục đích bảo vệ chị em nó. Xong bây giờ cất công đi tìm lại kênh YouTube cho bọn nó. Mà nó có coi mày ra gì đâu. Như cỏ, như rác. Nè bạn, mày nên nhớ, mục đích mày tán con Kim ngay lúc đầu á là chỉ là một trò đùa của bọn mình thôi mà. Sao giờ dính vậy? Với lại con Kim nó có gì đặc biệt? Ngoại hình thì cũng bình thường. Thêm một cái nữa là gia đình nó lại làm này làm nọ. Đủ rồi. Cảm ơn cái sự quan tâm của mày. Nhưng mà tao không cần mày quan tâm. Kim như thế nào, tao sẽ là người tự hiểu rõ nhất. Mày cũng không cần phải phân tích cho tao hiểu. Hả? Ai cũng có giới hạn hết. Quan trọng, Kim là giới hạn cuối cùng của tao. Cho nên mày đừng bao giờ đem cái tên nó ra một cách bừa bãi nữa. Tao không chắc là sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Thằng ngu. Học sinh đứng. Các em ngồi. Sĩ số lớp này sao? Có vắng mặt nào không Nunu? Dạ đủ thưa cô. Ok tốt. Như đã thông báo mấy bữa trước, hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra lý thuyết. Các em chuẩn bị chưa? Dạ tôi có. Nếu mà mình là học sinh mà mình chưa học bài cũ thì mình bị tội gì ha? Học rồi. Đúng rồi. Học rồi, chắc không? Dạ. Tí nữa phát bài kiểm tra, làm không biết làm thì có nghĩa là vừa chưa học bài mà vừa dối thầy phản bạn nữa, này là tội còn nặng hơn chưa học bài nữa nha. Trời ơi con. Thôi, cô giỡn cho mấy đứa vui và chuẩn bị tinh thần làm bài kiểm tra mà. Vui lên mấy em. Chắc vui. Có ai nói cho cô chủ nhiệm mình biết là cô không hề có khiếu hài hước không ta? Hình như hôm nay lớp mình chiều chuộng cô để khỏi làm bài kiểm tra hay sao á. Mà cái bàn không có một hột bụi. Đúng ý cô nè. Bạn Kim đó cô. Ủa? Hôm nay Kim trực nhật hai em? Tại lần trước Kim nghỉ học không phép, lớp bị trừ điểm. Nên Kim thấy áy náy quá nên nhận trách nhiệm trực nhật một tuần đó cô. Biết hối lỗi là tốt, nhưng quan trọng là không có tái phạm nữa nha Kim. Dạ, em nhớ rồi ạ. Lớp trưởng lên nhận bài kiểm tra phát cho cả lớp nè. Cứ chờ đi, chuyện hay sắp đến rồi. Để xem chúng mày còn cười được bao lâu nữa. Ok, vậy là xong hết rồi nha. Tụi mình chốt á là cuối tuần tới sẽ quay clip mới chèn sản phẩm nước của Kirin. Lizzy, bà giúp tôi nhắn tin trước cho anh Bobby á để mượn thiết bị quay. Nếp với Mirai, hai bà giúp tôi chuẩn bị đạo cụ á để set up cảnh quay nha. Ok. Thời gian còn lại thì tôi nghĩ là tụi mình phải tập trung chỉnh sửa phần nhạc cải biên để cho sản phẩm lần này tốt hết sức có thể luôn. Vừa mỏi vừa mệt mà vừa buồn ngủ nữa chứ. Mày nói tôi ngủ được còn 5-6 tiếng à. Giờ hai mắt rượu lai luôn rồi nè. Vẫn chưa có được ngủ đâu. Bọn mình mới xong phần chuẩn bị thôi, còn rất là nhiều bài tập ở trên lớp cần phải làm á. Ước gì có cái gì uống cho đỡ buồn ngủ ha. Ê, mấy bà quên rồi hả? Sao không thử dùng thử sản phẩm của mình luôn? Kirin Latte Coffee Caramel nè. Uống cái này á là giúp tỉnh táo, đỡ buồn ngủ. Mà nó không có mạnh giống như là cà phê hay là nước tăng lực. Lát nữa mấy bà không có khó ngủ. Uống thử đi. Nè, yêu Kim nhất luôn á. Kim mà số 2, không ai đứng số 1 luôn. Ai mà uống chung. Uống chung với tôi nè. À mà Đông Đông, bà về khuya như vậy có sao không? Không sao đâu. Lát tôi đưa bà về tận nhà ha. Không, ý tôi nói là ba mẹ bà có sao không ý? À không sao đâu, ba mẹ tôi còn vui khi mà tôi có bạn bè để đi học nhóm nữa. Vậy thì tốt rồi.
Trời ơi, có chuyện rồi mọi người ơi. Có chuyện gì vậy Nếp? Cái gì vậy? Sao vậy? Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy? Đây là sổ khám bệnh của tôi mà. Tại sao nó lại bị phát tán trên mạng chứ?